chung là bây giờ ở đây con đường Nguyễn Đình Chiểu này chút xíu nữa em sẽ mời cô bác anh chị chạy về một chút kỷ niệm trên con đường Thái Lập Thành năm xưa này. Bởi vì bên kia thì không phải. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 10 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2023. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, và hôm nay cũng là dịp lễ Phục Sinh. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một mùa Phục Sinh an lành, ấm áp và tràn đầy hồng ân. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong những cái ngày cuối tuần. Hiện tại bây giờ thì em đang ở khu vực Phú Nhuận, Gia Định năm xưa. Và con đường này là con đường Phan Đình Phùng, năm xưa cũng là con đường Võ Duy Huy. Phía sau lưng thì chúng ta đi về cầu Kiệu, phía trước chúng ta đi về ngã tư Phú Nhuận. Và đâm thẳng qua con đường Nguyễn Kiệm ngày hôm nay, tức là Võ Duy Huy nối dài để lên ngã ba Chú Ý. Trong cái buổi cuối tuần ngày hôm nay thì em mời cô bác anh chị chúng ta đi thăm một cái ngôi chợ cũng rất là thân quen ở vùng đất Phú Nhuận, đó là khu chợ Nguyễn Đình Chiểu. Phía sau lưng của em thì chúng ta có chợ Phú Nhuận quá quen thuộc rồi. Hôm nay thì em mời cô bác anh chị cùng lang thang về chợ Nguyễn Đình Chiểu. Nó nằm ở khu vực cái mảnh đất của Nhị Tỳ Nước Hẻ năm xưa. Và chúng ta sẽ băng qua cái ngã tư Phú Nhuận phía trước để chúng ta đi về ngôi chợ. Ngã tư Phú Nhuận này thường hay kẹt xe đó anh chị. Ở đây chúng ta vô chùa Giác Tâm bên mé tay phải. Phía trước là con đường Phan Đăng Lưu anh chị, Phan Đăng Lưu là Chi Lăng năm xưa đó. Chúng ta quẹo bên mé tay phải để đi về Bà Chiểu, quẹo trái thì lên phi trường. Ở đây thì cũng quá quen thuộc với cô bác anh chị rồi. Bên phải của em là khu vực trường Chu Mạnh Trinh, cũng như là cư xá Chu Mạnh Trinh. Đứng ở phía trước ngôi trường Chu Mạnh Trinh nè, năm xưa, bây giờ thì không còn là ngôi trường Chu Mạnh Trinh nữa đâu, nó là khu vực ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Phú Nhuận nha. Bên tay trái của em là con đường Hoàng Văn Thụ, tức là Võ Tánh năm xưa đó. Còn bên tay phải là con đường Phan Đăng Lưu, Chi Lăng về chợ Bà Chiểu. Đây là con đường Nguyễn Kiệm rồi nè anh chị. Chúng ta đi tới khu vực cái đường rầy xe lửa đó, thì lúc đó chúng ta sẽ tới được ngôi chợ. Nhưng mà chỗ đường rầy xe lửa thì nó có tới hai chợ. Một chợ bên trái là về chợ Ga, còn chợ bên phải là về chợ Nguyễn Đình Chiểu. Thì bây giờ em mời cô bác anh chị cùng lăn bánh lên phía trên nha, để em chỉnh lại cái camera một cái đã.
nhiệt độ ngoài trời bây giờ thì cũng không có quá nóng đâu, trời cũng không có quá nắng, mà có nắng như vậy thì nó cũng đẹp hơn rất là nhiều rồi. Ở đây rất là nhiều khu nhà xưa, nhân dịp về đây thì cũng mời cô bác anh chị nhìn lại một chút cái cảnh vật trên con đường Nguyễn Kiệm, Võ Duy Huy nối dài này. Phía sau lưng của em đang đèn xanh đèn đỏ cho nên là đường xá khá là vắng. Chợ Búa mấy cái mùa này thì nói chung là nó ế ẩm lắm, không biết về sau thì như thế nào. Hy vọng là sắp tới cấm khá hơn ha, bà con mình làm ăn tốt hơn, có tiền hơn đó, còn mua cái này cái nọ. Bây giờ vô cái mùa này hơi khó khăn đó, người ta không có mua sắm nhiều, rồi cái việc cạnh tranh giữa các cái siêu thị, các cái shop online bây giờ cũng gắt gao lắm, cạnh tranh nhau. Bây giờ ai cũng muốn bán, người mua thì càng ngày càng ít tiền đi. Cái con đường này nè nó ngộ lắm, nhà hai bên cô bác anh chị thấy là nó vẫn nhà cũ như ngày xưa nhiều, nhà nhỏ như thế này. Khoảng 10 giờ về chợ chắc là được, không có sớm lắm. Sớm quá thì người ta buôn bán đang ế ẩm quá, mình chưa mở hàng đó anh chị. Về đó mình đi qua đi lại thì nó cũng phiền. Giờ này là chắc được, chắc người ta mở hàng hết rồi. Còn mà chưa mở hàng nữa thì coi như là một cái mùa ế ẩm luôn. Dần dần bán chợ nó không còn ngon như ngày xưa nữa, hết ngon. Ngày đôi khi thì chắc là người ta cũng bám trụ để sống qua ngày. Với thật sự những cô mà đi bán chợ thì bây giờ thật sự cũng không biết làm cái gì nếu như nghỉ bán. Ở đây là con đường Nguyễn Đình Chiểu này anh chị. Con đường Nguyễn Đình Chiểu này thì ngày xưa có cái chợ nhỏ Nguyễn Đình Chiểu luôn, sau này có cái chợ Nguyễn Đình Chiểu phía sau thì người ta dời vào dời vào khu vực chợ Nguyễn Đình Chiểu hiện nay đó. Ở đây thì em sẽ đi thẳng lên cái đường rầy xe lửa. Đây là nơi đầu tiên em vào Sài Gòn, em ở đây năm 2007 đó. Ngay chỗ cái đường rầy, bên đường rầy xe lửa đây anh chị nè, bên trái thì là vô chợ ga, con đường Đỗ Tấn Phong đó, dọc theo cái đường rầy xe lửa. Còn bên mé tay phải thì chúng ta sẽ là con đường sẽ là đi vào cái chợ Nguyễn Đình Chiểu với con đường Lê Tự Tài. Bên trái vào khu chợ ga nếu chúng ta men theo cái đường rầy xe lửa này. Rồi, em mời cô bác anh chị cùng đi vào con đường Lê Tự Tài này, bên mé tay phải của em đó. Ngày hôm nay nè, chúng ta thấy là ngay phía trước chợ là có luôn một cái siêu thị. Đó, Co op Food. Người ta thích đi vào siêu thị, nó vừa mát, nó mát mẻ mà đôi khi nó mang cái mát là hàng sạch, hàng chuẩn. Thế hai cái đường rầy xe lửa đây. Đó, đây là cái xóm đường rầy hướng về cầu Hang Trong và cầu Hang Ngoài.
cô bác anh chị cùng nhìn lại một chút cái cảnh vật xưa ở đây nha. Nó vẫn xấu xấu, cũ kỵ và lịch sự. Ngày hôm nay thì những cái xóm đường rầy thì cũng đang nằm trong cái diện phải sửa chữa lại hết, giải tỏa hết, nhưng mà chưa biết đến bao giờ. Đây. Trời nắng nóng, mấy bác xe ôm cũng mệt mỏi, ngồi thở không luôn á. À, em đi vào chợ Nguyễn Đình Chiểu đây anh chị. Ở ngoài chợ này người ta bán như thế này đầy luôn, hai bên nhà đó. Thành ra bây giờ đi chợ nhiều khi chúng ta không có thèm vào bên trong chợ nữa. Ở ngoài cái gì cũng có đủ luôn. Thành ra đôi khi là chính những phía ngoài này cạnh tranh với chợ luôn chứ không cần phải siêu thị nữa. Đó, chợ Nguyễn Đình Chiểu đây anh chị. Chợ này thì trên cái mảnh đất của địa địa đó, nói một cách bình dân của mình, địa địa người Hoa, vị tỳ nước Hẹ. Phía trên có chợ Nguyễn Đình Chiểu nè. Chợ này cũng khang trang, hình như chợ này có khoảng đâu năm 90 chín mấy thôi anh chị, chứ cũng không có phải là một cái chợ cũ ngày xưa đâu. Khu vực này thì có khu chợ Phú Nhuận nè, chợ Ga nè, với lại chợ Lò Đúc, nó là cái chợ cũ ngày xưa của vùng đất Phú Nhuận. Rồi em quẹo em đi xung quanh chợ đó, nói chung là chạy xung quanh chợ. Chợ này ngày xưa em đi chợ mỗi ngày, một ngày cứ một lần, không sáng thì tối. Mấy cô bán rau. Nói chung là bây giờ người thân của em chia sẻ có mấy cô mấy dì lớn tuổi và thích xách cái giỏ đi chợ, chứ còn bây giờ đa số là người ta cứ là đặt hàng không à. Mấy lớp trẻ, đặc biệt là mấy lớp trẻ bây giờ thì cứ đặt hàng, đặt cái này cái kia, chứ đôi khi không ai đi chợ đâu như ngày xưa nữa hết. Dẫn đến cái việc mấy cô buôn bán càng ngày nó càng ế động ra. Cái vật này bắn cá. Dọn sớm. Bây giờ mới chợ vắng tanh ha. Đây có cái cư xá Nguyễn Đình Chiểu thế anh chị. Em thì không đi vô chợ nữa, vô chợ bên trong bây giờ nó vắng lắm, chán đời luôn á.
Em đi thẳng ra một con đường rất là quen thuộc để cô bác anh chị nhìn lại nha, con đường Thái Lập Thành năm xưa đó. À, ngày nay là con đường Phan Xích Long luôn. Phan Xích Long nó nối từ bên kênh Du Lộc nối dài qua bên này. Trời ơi, mấy hôm nay đang những cái ngày rằm tiết thanh minh đó anh chị. À, may mà những cái ngày như thế này mà anh chị thấy là chợ nó còn vắng ế. Những cái ngày bình thường đôi khi là vắng nữa. Rồi lúc trước mà đi những cái con đường này nó đông lắm anh chị. Hầu như mình đi xe rất là vất vả nha. Chen chúc kẹt xe. Rồi tiếng la, tiếng nói mời chào. Bây giờ đi thoải mái luôn. Ở đây con đường Nguyễn Đình Chiểu này, chút xíu nữa em sẽ mời cô bác anh chị chạy về. Còn bây giờ thì em sẽ đi hướng bên tay trái này đó. À, con đường Thái Lập Thành năm xưa đây, cái góc này đây. À, đi thẳng ra đường Phan Đăng Lưu đây anh chị này. Chỗ này đi thẳng ra Phan Đăng Lưu. Chỗ này là mon men tới con hẻm, các con hẻm đi về đường Thích Quảng Đức, tức là Nguyễn Huệ đó. Cái góc này bây giờ nó lạ lắm, nó không giống như cách đây mười mấy năm em sống. Rồi mời cô bác anh chị đi dạo trên con đường Phan Xích Long này hôm nay. Năm xưa là Thái Lập Thành. Cảnh vật nó cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Đầu bây giờ trời nắng lên. Đây là đường Thái Lập Thành năm xưa đây. Mà ngày hôm nay đó là đường Phan Xích Long. Nối với con đường Phan Xích Long ở cái xóm Nước Đen luôn. Ở đây có trường, bên phải của em có một ngôi trường. Ngôi trường Sông Lô. Không biết ngày xưa ở đây có phải là vị trí của một ngôi trường cũ hay không, trường Sông Lô, nhưng mà bây giờ thì em thấy là hầu như là xây mới rồi. Một chút kỷ niệm trên con đường Thái Lập Thành năm xưa này. Bởi vì bên kia thì không phải con đường Thái Lập Thành, bên kia của con đường Phan Đăng Lưu Chi Lăng đó, ngày xưa nó là con đường đi vào cái xóm lao động kênh Nước Đen ra kênh Nhiêu Lộc. Còn và bây giờ nó là con đường còn giàu hơn cả cái con đường bên mé này. Bên kia là một cái con đường ăn chơi ngày hôm nay của Sài Gòn, rất là nhiều quán xá. Bây giờ em sẽ đi ra lại con đường Phan Đăng Lưu, quẹo một cái lên Nguyễn Kiệm nha. Rồi em đi về con đường Nguyễn Đình Chiểu. Một con đường cũng rất là quen thuộc. Bên trái em ở đây có một cái dãy cư xá, giống như cư xá nó, nhưng mà nó là trung tâm học tập cộng đồng quận Phú Nhuận. Ngay cái góc ngã tư đây anh chị, với con đường Phan Đăng Lưu và con đường Phan Xích Long. Con đường Phan Đăng Lưu này ngày xưa là đường Chi Lăng đó. Bên trái anh chị đi về chợ Bà Chiểu nha, bên phải chúng ta đi lên lại ngã tư Phú Nhuận, còn đi thẳng ở đây thì chúng ta đi về kênh Du Lộc.
cái khu phố ăn chơi của Phú Nhuận ngày hôm nay đây. Bên em đang đi đây không có hàng cây nào hết, chứ bên kia là có hai hàng cây cũng mát mẻ lắm đó. Rồi em mời cô bác anh chị quẹo phải nha. Rồi quẹo phải ở đây thì chúng ta sẽ chạy lên tới ngã tư Phú Nhuận. Ở con đường này thì em vừa mới đi cách đây vài ban ngày. Con đường em đi từ con đường Hoàng Văn Thụ, rồi con đường Phan Đăng Lưu, rồi con đường Bạch Đằng ra tới Hàng Xanh đó. Hôm nay thì chạy lại một đoạn ở đây. Bán xe cũ rất là nhiều. Bên trái của em là nếu mà đi hướng này chúng ta sẽ nhìn thấy được cư xá Chu Mạnh Trinh. Góc phố kỷ niệm ha. Đó, cư xá Chu Mạnh Trinh bên tay trái của em này. Ngay cái góc này lúc trước nó là một cái nhà cũ đẹp lắm, mái ngói màu đỏ đó. Bây giờ thì người ta đập rồi, người ta đang làm một cái nhà toàn là khung sắt không. Ngay góc này, ngay cái góc khu phố văn hóa đó, chắc chuẩn bị sửa thành cái quán gì rồi. Lúc trước đứng bên này nhìn qua thấy nguyên một cái nhà màu đỏ mái ngói cũ ngày xưa, cư xá Chu Mạnh Trinh. Bây giờ thì còn sót lại mấy cái ngôi nhà sát bên thôi đó, vậy ta cũng mất hết trơn rồi. Dần dần nó mất đi á, những cái clip cũ của em ngày xưa có quay đó, thì bây giờ đôi khi thì muốn xem thì phải xem lại những cái clip đó, những cái clip kỷ niệm. Em mời cô bác anh chị vào phải nha, ngay chỗ này. Ở đây có hai cây xăng ngày hôm nay là của Petro, cả hai bên, bên kia và bên này. Xăng này hôm nay thì cũng gần 24.000 lít, 24.000 một lít rồi chứ không phải gần, gần 25.000. Rồi em mời cô bác anh chị cứ lang thang một chút nữa chúng ta đi về đường Nguyễn Đình Chiểu nhé. Em sẽ quẹo vào thăm lại con đường Nguyễn Đình Chiểu. Tối hôm nay là bắt đầu canh thức phục sinh. Em tranh thủ mời cô bác anh chị đi dạo một chút ở ngay cái vị trí này, rồi cũng về chuẩn bị dọn dẹp nhà thờ. Và cái clip này up lên thì có lẽ cũng qua lễ phục sinh rồi. Nhưng mà trong cái tâm tình mùa phục sinh thì cũng xin kính chúc cô bác anh chị thật là bình an. Bây giờ em sẽ chạy lên tới con đường Nguyễn Đình Chiểu để mời cô bác anh chị dạo phố trên con đường quen thuộc một chút xíu. Cũng lâu lắm rồi em cũng không có ghé về con đường quen thuộc này, con đường kỷ niệm một thời sinh viên ở trọ.
để em đi ngang nhà thờ Phát Diệm. Trời, giờ mới sực nhớ, ngày xưa cũng đi lễ ở đây mấy lần, ngày Chủ Nhật. Đây là con đường Nguyễn Đình Chiểu đây anh chị. Đôi khi nó có những con đường nhỏ nhỏ ở Sài Gòn mà nếu như mình không ở đây thì mình không biết. Nhắc tới Nguyễn Đình Chiểu thì người ta hay nghĩ tới Nguyễn Đình Chiểu của quận 3 ngày hôm nay. Năm xưa là con đường Phan Đình Phùng đó. Nhưng mà đôi khi cũng bất ngờ ở đây cũng có một con đường Nguyễn Đình Chiểu đó. Con đường này thì cũng có lâu rồi. Đường này bây giờ nó vẫn như thế. Nó không khác ngày xưa cách đây 17 năm luôn anh chị. Không khác. Chỉ có một số hàng quán đôi khi thay chủ hoặc là đổi món thôi. Còn cảnh vật y chang, không khác gì. Bây giờ thì hai bên đặc biệt là bên phải của em, những con hẻm rất là lớn, các cái ngôi nhà mới mọc ra. Chứ ngày xưa trước năm 75 thì khu này cũng không có như vậy đâu, vắng vẻ hơn rất là nhiều. Ngày xưa ở đây có quán cơm mà trưa nào em cũng ăn, biết bây giờ bả còn bán không. Đó, em chạy thẳng lang thang một chút, cái này là ra cái xóm đường rầy đó. Bắt đầu đây là ngã ba Nguyễn Đình Chiểu với con đường Thái Lập Thành đây anh chị, Phan Xích Long. Em sẽ đi thẳng luôn nha. Đó, cái góc này là bây giờ nó thay đổi lắm. Ngày em ở là cái công ty điện lực bên tay trái là không có khang trang, mới xây như thế này. Đây, bây giờ thì ngon lành hơn rất nhiều rồi. Bên trái em ở đây có cái thánh thất này, thánh thất Phú Nhuận, tòa thánh Tây Ninh, thánh thất Phú Nhuận. Mời các anh chị chạy vào một chút để chúng ta cùng nhìn lại này. Khu vực này bên đường Nguyễn Huệ, đường Thích Quảng Đức đó, cũng có một thanh thất như thế này ở phía trên, phía dưới là con hẻm. Ở đây ngày hôm nay khang trang sạch sẽ và thoáng ghê không? Trường Trần Huy Liệu này ngày xưa cách đây mười mấy năm em ở, nó đâu có như thế này đâu. Trời, chỗ này nó lụp sụp. Em hay ăn hủ tiếu ở đây mà thời mà còn 3-4 ngàn tô á. Bây giờ hủ tiếu 20-30 ngàn rồi. Vật giá bây giờ nó đi tên lửa, nó chạy không, mình rượt theo không kịp. Mười mấy năm ở lên mười mấy lần như chơi. Ở đây có một cái căn nhà ngộ lắm. Nó hình tam giác luôn á. Phía trên anh chị. Nó mộng dánh. À, con đường theo cái con hẻm này là con hẻm ngày xưa em hay đi học. Cứ chạy thẳng cái con hẻm này thì ra được đường Thích Quảng Đức. Tức là đường Nguyễn Huệ ngày xưa đó anh chị, con hẻm này vậy chứ người ta buôn bán cũng nhiều đồ ăn lắm, đặc biệt là buổi sáng nha. Ra đường Thích Quảng Đức rồi quẹo trái là lên Nguyễn Kiệm, hoặc là đi theo mong men theo cái đường rầy về ga Gò Vấp ngày hôm nay, ga Sóng Thơm á, rồi chúng ta băng qua, hồi đó chưa có con đường Phạm Văn Đồng đó, băng qua những con hẻm là chạy toàn ten tới chợ Gò Vấp theo cái mé này. Rồi bây giờ em sẽ quẹo trái ở đây nè anh chị, thay vì đi thẳng qua nữa là chúng ta tới đường Thích Quảng Đức đó, Nguyễn Huệ đó. Em quẹo trái trong cái con hẻm này là con hẻm, để em xem cái con hẻm này là hẻm gì. 100 đường này là đường Phùng Văn Cung. Chà, đường Phùng Văn Cung ha. Đường này chạy ra
tới ngay chỗ đường rầy luôn, mà ngày hôm nay người ta mới làm con đường này trắng nhựa lại đẹp hơn rất là nhiều rồi nè. Chứ ngày xưa đường nó sâu hơn và nó ổ gà ổ voi cũng nhiều lắm, bây giờ ngon lành. Ở đây thì chúng ta sẽ chạy ra tới đường rầy xe lửa luôn. Trời ơi, mấy cái vị trí này bây giờ đường xá nó sạch sẽ, nó cao hơn rất là nhiều anh chị, thay đổi nhiều, không giống như ngày xưa nữa đâu. Trong này yên tĩnh quá. Hồ bây giờ trải nhựa hết con đường luôn, quá đẹp. Ô, có bụi tre nữa kìa. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đi ra tới, ở đây cũng có một con hẻm mà quẹo trái là anh chị đi ra được chợ Nguyễn Đình Chiểu này. Còn không thì chúng ta phải chạy ra tới đường rầy. Em quẹo trái ở đây đi. Đây là giống như cái cư xá Nguyễn Đình Chiểu á. Đó, khu này bắt đầu bán vợ Lê Tự Tài không? N1 vào đường Lê Tự Tài, chạy từ ngay Nguyễn Kiệm vào đây đó. Ngoài này vậy chứ người ta bán được hơn trong chợ đó anh chị. Bà con mình chạy xe cứ tấp lề mua là nó nhanh, đỡ nắng, đỡ đi gửi xe. Vào đây là chúng ta ra chợ Nguyễn Đình Chiểu này. Chợ mùa này giống như là mới Covid xong vậy á. Trời đất ơi, cái máy này, cái máy tôn này sao mà nhìn nó giống như cái... xin lỗi các anh chị, cho nó giống như cái chuồng bò hột của nhà em ngày xưa, đen thui lùi, mấy cái cọc gỗ chắp vá. Đây ta hay chợ Nguyễn Đình Chiểu đây, một chút kỷ niệm đôi khi như vậy. Phải có kỷ niệm, giống như ở đây đã từng là kỷ niệm một thời của em vậy. Thôi thì bây giờ mời cô bác anh chị chúng ta đi ra con đường Nguyễn Kiệm đó, và em cũng tạm dừng các clip về một cái ngôi chợ thân quen trên vùng đất Phú Nhuận, Gia Định năm xưa. Đối với em thì đây là một cái vùng đất rất là thân thương ha. Phú Nhuận nè, vùng đất Phú Nhuận này nè, rất là thân thương. Anh nên chạy cái xe máy mà không thua gì cái xe máy cày. Cũng là xe máy nhưng mà nó lạ lắm. Đó thì là con đường Nguyễn Kiệm rồi. Em xin quẹo phải và tạm dừng các clip của mình. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Một mùa Giáng sinh, xin lỗi cô bác anh chị, một mùa Phục sinh an lành, thánh đức. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Hướng này là chúng ta đi lên tới ngã ba Chú Ý. Trước khi tới ngã ba Chú Ý thì chúng ta đi tới ngã ba đường Thích Quảng Đức, tức là Nguyễn Huệ đó, với con đường Nguyễn Kiệm này. Đó, nhưng mà để các clip nó trọn vẹn thì em sẽ mời cô bác anh chị chạy tới đường Thích Quảng Đức, Nguyễn Huệ. Bên trái em đây là ngày hôm nay là Hồ Văn Huê. Đó, vùng đất của Bộ Tổng Tham Mưu ngày xưa. Rồi, ngay vị trí này là đường Thích Quảng Đức. Về tay phải của em đó, ngày xưa nó là đường Nguyễn Huệ.
và quẹo phải thì chúng ta cũng sẽ đi về lại con đường Phan Đăng Lưu, Chi Lăng ngày xưa. Rồi, em xin chào tạm biệt cô bác anh chị và hẹn gặp lại. Bye bye.